Rồi, hello anh em, mình là Huy Sport, số điện thoại 0933 955 401. Đây, hôm nay mình giao con Sibon dọn full dinh lộ 1 anh em. Full lộ 1 thì xuống đây là thuộc ngay cái chợ gần chợ Đất Lập nha anh em. Chợ Đất Lập thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Mình giao tận nhà luôn nha anh em. Đó, quay đây, ngoài vườn trước nhà đây. Đây, sáng sớm mình giao luôn nha anh em. Đó, ở ngoài đây, trước đây, bình minh mới lên thôi nha anh em. Đó, trước nhà ta trồng bắp, trồng đồ đó nha anh em. Chạy vô cái hẻm này tới. Đây thì mình giao trực tiếp đây, mình có giao tận nhà đó anh em, quay tận nhà lên đây nó quyết thực tế rồi nha. Đó, uy tín nha anh em. Đưa cái logo bản hiệu vô đi, người ta khỏi cắt ghép clip của mình nha. Đó, có cọc thì có giao nha anh em. Qua này ông mới kiểm tra test xe test máy rồi đó nha anh em. Đó, xe mình quay một vòng cho anh em xem rồi đó. Full mới cho clip nha anh em. Máy full 120 nha anh em. Full 120 lòng dên tạ lửa 120 nha anh em. Lửa 120 có IC nha. Đó, máy 120 cách xa một máy 110 một bản tiền nha anh em. Lên tơ mơ dính máy 110 thì nó sẽ khác giá nữa nha anh em. Bô loại 1 nha anh em. Nó rất là ấm nha. Bô loại 1 thì nó bô loại 1, chứ còn bô lô nó bô lô nha anh em. Nó zin. Lòng 120 anh em, cái lòng 120 số nổi lên anh em thấy không? Đúng cái lòng 120 là số nó nổi lên nha anh em. Còn cái số nào mà nó bị mai đây là lòng 110, hoặc là cái số nó sẽ chìm xuống là cái lòng 110 nó làm lại số 120 nha anh em. Đó, nhìn như vậy dễ biết lắm. Lóc giữa sạch sẽ, khô ráo, không có xì miếng nhớt đâu nha. Máy móc thì em ru, không có tiếng động nha anh em. Phục trước phục sau chẳng 3 zin KB nha anh em. Đó, chẳng 3 KB nha, chẳng 3 zin. Dàn chân là zin luôn nha anh em. Cứng cáp cho nên là không có sàn lắc đó. Phục trước phục sau chẳng 3 zin KB. Mâm 206 đập thùng nha anh em. Mâm 206. Vỏ gai mãn cầu. Vỏ gai mới giống như xe zin. Mâm 206 lộ 1 nha anh em, mâm đập thùng nha. Lốc giữa thì sạch sẽ, khô ráo, bình xăng Indo. Nói chung thì những cái xe mình quay y sao y vậy nha anh em. Bình xăng Indo, xe full lộ 1 anh mình là 42 chai nha. Đó, Mikuni. Đó, mình thường thường mình giới thiệu chi tiết rõ ràng về từng món cho anh em xem đó. Để anh em tham khảo nha. Phục sau zin KB nó có cái tem KB nha anh em. Đúng phục mới hàng KB nha anh em, chứ không phải phục cũ mà làm lại rồi dán tem vô đâu nha. Còn cái phục lô thì cái màu đỏ tươi tươi, chứ không phải mà đỏ cam cam như vậy đâu. Mà xe mình thì full 120 anh em, full 120 lửa 120 thì có IC, còn lửa 110 không có IC nha. Đó, đồng hồ ba kim full chức năng nha anh em. Cùm Sibon không có nút đề, dàn áo lộ 1 luôn nha anh em. Dàn áo lộ 1. Yên đúng yên lộ 1 nha anh em. Dây dàn dây điện zin, bơm xăng báo xăng zin cho nên là canh dịch rớt dép cái nổi nha. Đó, rớt dép phát 1 nổi nha anh em. Không có tập đi vào buổi sáng đâu nha. Và mình còn một chiếc dây dép dọn mà đúng sườn và lóc máy zin của dây dép nha anh em. Giá 65 chai nha, giá rẻ nha anh em. Đó, mình thay dàn áo theo yêu cầu của anh em luôn, muốn màu nào thay mình thay màu đó nha. Mình là Huy Sport 0933 955 401 nha anh em. Đó, mình đưa cái logo bản hiệu cho thực tế nha. Đó, đưa logo vô trong chiếc xe là nên được biết mình thực tế rồi nha anh em. Đó, người thật việc thật nha anh em. Chứ còn không ai rảnh mà đem chiếc xe đem đi vô nhà người này người kia để mà quay rồi mà dàn dựng lên câu view hay là lừa đảo tiền cọc của anh em nha. Đưa cái logo vô đây xíu nữa mình tặng cho anh em bóc khóa nữa cho thực tế nha. Đó, xe thì full lộ 1 42 chai nha anh em. Còn xe rẻ hơn nữa thì tầm 35 chai. Nhưng mà 35 chai thì anh em được dàn áo lộ 1 này, điện Tân Lan này, bình xăng Indo này. Và máy full 120 nha anh em, lòng dên tà lửa 120 nha. Như mình nói đó, lửa 120 thì nó có cục IC nó bên hông sườn nè. Xe này full lộ 1 thì IC D10 nha anh em, bên hông sườn nha. Anh em tháo bên hông sườn ra là anh em thấy cái IC là biết xe full 120 liền nha anh em. Xe lửa 120 nha, nó Huy Sport nha anh em. Còn xe mà giá rẻ hơn nữa thì dưới 30 chai thì lâu lâu có xe khách quay đầu nha anh em. Còn mà xe mà dọn mới mà dưới 30 chai thì mình không có làm đâu nha anh em. Anh em muốn thì cứ lên mạng tìm nha. Đó, mình phục vụ những anh em đam mê ít lúa thích trải nghiệm thử dòng xe hay thì mà giá rẻ nha. Không có đủ điều kiện để chơi cái dòng xe xa xỉ thì cứ liên lạc trực tiếp cho mình nha. Mình quay một vòng mình giao ở vườn nhà đây nha anh em. Đó, mình móc cái logo móc khóa của mình vô luôn nha anh em. Tặng cho anh em á nha. Huy Sport cái logo móc khóa mình đó mình tặng cho anh em nó thực tế hơn nữa luôn nha anh em. Đó, rồi quá uy tín rồi nha anh em. Anh em mà nào mà kêu mà xe mà Sibon mà dọn full zin mà giá mà tầm chỉ có 30 31 chai thì cứ kiếm chỗ đó mua đi nha, rồi mình biết nha, mua đó thì trải nghiệm đi rồi biết, còn mình thì mình bán cái giá này mình đủ biết rồi nha anh em. Huy Sport 0933 955 401. Rồi, bye bye anh em.